Dạ, Thầy xin kính chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Thầy xin kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị cùng các bạn thật nhiều sức khỏe. Thì hôm nay là mình đến Úc Eo để giúp đỡ một hoàn cảnh của bà cụ nha cô chú anh chị. Thì mình đến đây thì quen biết được với em Nhật. Thì em Nhật giới thiệu mình đi đến một ngôi chùa. Chào quý khán giả nha. Dạ, thì ngôi chùa này cô chú anh chị là nó là lớn nhất miền Nam của mình luôn. Thì người ta kêu là Thiền viện Trúc Lâm. Là Thiền viện Trúc Lâm ha. Dạ. Dạ, thì mình nhìn ở ngoài thì cô chú anh chị bôi sương cái cho cô chú anh chị coi. Chỉ bên ngoài thôi là nó rất là khí thế rồi các cô chú anh chị. Nhưng mà trong cái khu vực ngôi chùa này thì nó rất là, nói chung là rất là đẹp. Là có sông, có núi, có nước. Thì sẵn đó hôm nay mình đến đây thì mình chia sẻ luôn cho quý vị cùng biết nha. Thì cái này là nó thuộc là thị trấn Núi Sập, tỉnh An Giang, nằm trong khu này. Thì hôm nay thì mình đi thì có em Nhật ở khu vực này cũng gần, thì em Nhật sẽ dắt mình đi thì chia sẻ với mình, chia sẻ luôn cho quý khán giả luôn. Bây giờ mời quý vị khán giả vô chính điện của Thiền viện Trúc Lâm. Đây là chính điện, là nơi xây đầu tiên, cũng là nơi dựng tượng Phật. Nơi đây là nhiều người tới hành hương, thắp nhang cũng như là cúng dường. Vậy là cái thiền viện này là còn đang xây phải không Nhật? Còn đang xây. Theo thông tin thì có thể là tháng 4 đây là sẽ khánh thành. Khánh thành cái chùa. Khánh thành chùa nhưng mà vẫn tiếp tục xây dựng rồi. Nhờ vào những mạnh thường quân đóng góp thì càng nhiều thì sẽ xây lên càng lớn nữa. Cô chú anh chị nhìn thấy rất là đẹp. Bên đây là những cái, bên đây là một cái lầu để trống ha. Dạ, lầu trống, còn đây trống. Là lầu chuông. Bên đây là lầu chuông, là hai bên là trống chuông luôn. Thì vô trong chánh điện còn gỗ không nha, quá trời cái chánh điện lớn nè cô chú anh chị nhìn. Tết thì rất có nhiều cái mai rất đẹp quý giá. Vậy đó hả? Đây, Tết, dạ, có Tết rất là nhiều mai đẹp quý giá do khách thập phương người ta cho chùa tạm. Đây là những cái cột này là cái cột xi măng nha cô chú anh chị. Xi măng rất là lớn. Mà nội mà nếu như mà một cái miếng mà cái cửa này thôi, cái cửa này, cái cô buồn này thôi, có thể là gỗ này là đủ mình cắt một cái nhà đó cô chú anh chị. Dữ lắm luôn ha. Thì cái này là nó thuộc ấp gì, xã gì Nhật? Đây là thuộc thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Thị trấn Núi Sập nha cô chú anh chị, huyện Thoại Sơn, cái phần là thiền viện Trúc Lâm. Lần đầu tiên mình cũng mới vô là ngôi chùa là lớn như vậy đó cô chú, mà cũng nghe nói là nó là lớn nhất của miền Nam mình luôn đó hả Nhật? Dạ, tương lai sẽ là lớn nhất miền Nam. Đây là cánh cửa rất là bự bằng gỗ nè. Gỗ luôn đó hả? Rất là quý giá. Ồ, gỗ nguyên tấm. Nguyên tấm luôn. Ghép này, ghép. Tấm là tấm dày nhưng vẫn ghép. Tấm nè. Nguyên tấm nè. Nhiều tấm ghép vô là tấm rất là dày. Dày lắm. Quá đẹp. Đi mưa khăn. Đó, thì ở bên trong là rất là nguyên nghi. Đây những cái tượng đó là tượng bằng vàng hay gì á? Cái này thì được sơn vàng thôi, nhưng mà sơn vàng bên ngoài thôi ha. Quá đẹp. Ở dưới là lót bóng kiến tám tắc hết nha cô chú. Toàn bóng kiến tám tắc hết. Rất là rộng lớn. Ngôi chùa lớn lắm nha cô chú. Thì đây là cái phần ngoài trước mặt, thì mình sẽ cùng với em Nhật mình sẽ đi sương ngang một lần để giới thiệu quý vị thôi. Tại vì nó rất là rộng lớn, nếu như mà mình trực tiếp thì nó không có thời gian cô chú anh chị. Nếu như mà mình đi là khoảng là một ngày là mình đi không có hết này đâu hả Nhật? Nếu mà đi hết là không hết nổi. Không hết nổi ha, một ngày là không hết nổi. Đây là mình chỉ đi phần ở dưới núi, còn trên núi còn chùa nữa. Toàn là gỗ không nha. Quá trời rồi. Ở ngoài sau là hết rồi đó ha. Sao có những cái hồ cá, cái núi. Đây, mời cô chú anh chị cùng đi với mình với bạn Nhật. Mình đi vòng quá xa cái chùa.
hồi nào tới giờ mình cũng mới là đi cái chùa lớn như vậy đó cô chú. Thì ở đây thì theo mình được biết cái thông tin đó là lớn nhất khu vực phía Nam luôn. Tại nó hội tụ đủ rồi, sông nè, núi nè. Thì miền Nam chỉ An Giang là mình có núi. Thì mời cô chú cùng đi với mình nha. Đi qua bên đây là qua cái chuông trước đi. Qua cái chuông, bên đây là cái giọng chuông. Đây, bên đây là cái giọng chuông. Ồ, cái chuông này khủng khiếp luôn. Để dắt bên ngoài ha. Cái chuông bằng đồng nha. Lớn lắm nè cô chú anh chị. Quá trời cái chuông à. Học đầu vô coi có gì không? Ừ. Vui đạo hải tiền. Đói đến thì ăn mệt ngủ liền. Trong nhà có báo thôi tìm kiếm. Đói canh vô tâm chớ hỏi thiền. Giọng nha, đọc xong giọng cái nha. Đợi đầu à. Giọng nhỏ thôi nghe cô chú anh chị, nhưng mà cái tiếng vang nó dữ dằn lắm. Đây là cái giọng chuông, mình qua giọng chuông. Còn bên kia là cái giọng trống, nhưng mà mình không qua giọng trống, mình sẽ đi ra ngoài đó mình tham quan. Đi ra phía sau. Rất là lớn, còn rất là nhiều. Nhiều lắm nha cô chú, thì nó chưa có xong đó. Nếu như nó xong nữa là nó đẹp, nó nguy nghi lắm. Quá rộng cái chùa này. Cô chú anh chị. Tham quan vừa cúng Phật. Cô chú anh chị nhìn. Trên núi rất đẹp. Mà những cái bên đó là xây là tiếp tục cho chung là Phật tử cho cúng bao nhiêu đủ tiền thì cứ phát triển chùa thêm. Chung càng ngày rộng lớn. Cũng nhờ vào quý mạnh thường quân bà con của bác. Quá đẹp. Ở bên đó là vách núi đó ha. Đây là vách núi. Chắc có lẽ là hôm nay chắc mình chia sẻ cho cô bác anh chị chắc cỡ được một phần nào thôi. Chứ chắc có lẽ là không có hết được. Đây là nhà ăn của chùa nè. Nhà ăn của chùa. Đây chúng ta sẽ tới một cái hồ cá thì lớn. Có sông, có núi, có hồ cá luôn nè. Trời ơi đẹp. Có thuyền, thuyền đó mình đi được không? Không. Không cho đi hả? Cái này chắc của mấy sư đi cho cá ăn hả? Cá kìa. Cá thì nhiều rất đẹp. Đây mà nguyên giả là coi cá. Trời ơi, coi kìa. Quá cá, người ta đi đông lắm nè. Thì hôm nay chỉ là ngày thường thôi mà là cái ngày chủ nhật. Rất là đông. Chụp hình đồ nhiều lắm. Thì chỉ mới làm mà đẹp như vậy rồi. Khi mà nó hoàn thành còn đẹp như thế nào nữa. Đó. Cá kìa. Quá xa cá. Nghe nói là hồi lúc trước là do cái số lượng cá nó nhiều quá là phải thả đi phóng sinh một mớ nữa Nhật. Dạ đúng rồi, nhiều lắm. Năm xưa lúc nước cá chơi. Cá trên đây là nhiều lắm, thầy con xin bắt. Rồi. Cảnh đẹp bao la luôn ha. Đây là đồi cỏ nè. Đây là những vách núi nè. Đây có cầu đi lên trên núi nè. Có cầu lên núi luôn. Lên trên núi nè. Sẽ dài lên trên núi sẽ có những chùa. An Giang mình đẹp quá đẹp ha. An Giang cảnh đẹp rất là nhiều. Quá đẹp, coi cá nó lội kìa. Trắng có, đỏ có, vàng có, xanh có, loại lợi kìa. Nó ăn kìa. Quá đẹp, chạy có luồng kìa. Có cá chê đó nữa. Chắc chiều rồi, không có bán ha. Không có, luyện mớ. Cá toàn cá đỏ. Quá đẹp. Rồi, thì cũng giới thiệu với quý bà cô chú
sương vậy thôi, chứ để là mình đi được nhiều điểm hơn trong cái khu công viên của chùa. Bên đó là vách đá, tới đâu là đẹp tới đó cô chú. Thì cái cảnh này chắc lúc mà cái chùa này hoàn thành chắc đẹp lắm, như cảnh tiên ha. Còn đủ phong cảnh mà. Rồi, xong rồi ra nó đi té lên té xuống. Ở bên đó là có cây cầu. Đây, đây có cây cầu đi làm. Làm đây là cũng vẫn có một hồ nữa. Và một hồ nước cá chê, cá cha. Nói chung đây là hồ bảy màu, ở đây là hồ một màu. Một màu. Đây với một màu đen. Cá. Màu đen có cá chê. Ồ, bên đây có bán thức ăn rồi, bên kia không có bán, bên đây có bán nè. Không phải chắc kiều không bán. Chắc có lẽ cái này là nó lúc trước là nó liên hệ nó chỉ có một hồ thôi ha, rồi bắt đầu làm cái đường đi. Đúng rồi, làm cái này là ta ngăn ra. Ngăn ra hai hồ. Bên đây có cái chê trắng nữa kìa. Nó nhiều lắm. Quá trời cả. Ta xả xuống nha, cái hồ này dữ lắm cá. Cái này từng lên rất nhiều báo được mà cá rất nhiều, lên tới bờ ăn luôn. Có ăn là leo lên tới bờ luôn. Là buổi chiều người ta không bán ha. Bán giờ thứ nhất là tại mấy ngày này là người ta tàu khách tập phương cho rất là nhiều rồi. Quá đẹp cô chú ơi. Cá là dậy lên cá bự bự. Thì bây giờ mình sẽ đi lên trên cây cầu đó ha. Trên cây cầu nhìn xuống là đẹp lắm. Lên cây cầu nhìn xuống cái nghe cô chú. Thì hôm nay thì mình chỉ là dẫn cho cô chú anh chị xem cái vẻ bề ngoài của cái khu công viên chùa thôi. Rồi hôm nào mình sớm hơn mình sẽ làm một clip chi tiết hơn nghe cô chú anh chị. Bao xung quanh khuôn viên chùa này thì rất là lớn. Cái chung chùa là nơi làm du lịch tâm linh rất là tốt. Tốt về tinh thần. Leo núi thì cũng tốt về thể chất. Leo núi là tạo sức khỏe. Thì lúc sáng tới giờ của chú anh chị mình đã đi cũng rất là nhiều ngôi chùa rồi, cũng 3-4 ngôi chùa, nhưng mà mình không có chia sẻ. Mà vô đây thì ngôi chùa này cảnh thiên nhiên quá đẹp, cho nên là mình chia sẻ cho bà con cô bác. Khánh ơi, cảnh thiên nhiên bên đó nè, những cái vách núi treo leo ở dưới là nước. Nó núi là mùa nắng nó hơi cây hơi khô, nếu mà mùa mưa rồi thì cây rất đẹp, xanh lắm, xanh đẹp luôn. Nó đây là nó đi lên cầu lên núi. Lên núi nè, quá đẹp. Bao xung quanh của cái chùa tham quan hết nè. Cái này mình chỉ đi chi tiết bên ngoài thôi nha, chưa có vô trong là những cái phòng của chùa, chẳng hạn như là nhà ăn hay là phòng trưng bày của chùa. Quá lớn. Núi non hùng vĩ ha. Quá đỉnh. Thì mình cũng xin nhắc lại nha cô chú, thì cái ngôi chùa này là lớn nhất về khu vực phía nam của mình. Gió là thấy lung 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 không? Gió cung cầu à. Giấc tối chắc đẹp lắm ha, có đèn chớp đồ nhiều lắm à. Chùa bắt đèn lắm, đẹp lắm. Đây bây giờ mình mời cô chú anh chị cùng lên núi với mình. Trên đây thêm một cái tượng Phật nữa ha. Rất là hoang sơ và hoang dã luôn nha. Trên đây núi đá lớn. Cảnh ở đây sẽ là một cái đường tam cấp đi xuống. Tam cấp đi xuống đây luôn. Từ dưới đó mà leo ngược lên núi nè. Quá xa ngôi chùa này.
thì mình giới thiệu cái khu vực này á, thì của mình thì nó lớn nhất khu vực phía Nam, nhưng mà những ngôi chùa phía Bắc thì mình không biết nha cô chú, không biết chùa nào mà lớn như vậy không, chứ cái chu vi diện tích này rất là lớn. Quá đẹp, lên trển là chùa nữa hả? Dạ. À, toàn bộ cái khu này là xây dựng chùa hết ha. Quá đẹp. Cô chú anh chị nào có đi về An Giang nhớ ghé ngang thiền viện Trúc Lâm thuộc thị trấn Núi Sập. Cái đường này là cái đường lên dốc. Quá trời, ở dưới thì thả cá. Đẹp vô bờ bến. Không ngờ An Giang mình lại có cảnh đẹp vậy mà từ quá lâu nay mình không biết. Đây, lấy xuống xéo xuống đây. Hồ rất là lớn luôn. Hồ rất lớn luôn. Lấy xéo xuống đây nè. Lấy xéo xuống đây thấy không còn? Quá đẹp. Thì hôm nay cũng nhờ có em Nhật nha cô chú, bạn Nhật đi. Đi chung mới biết được cái chỗ này. Chứ không thôi lúc đầu mình nghĩ là nhìn bề ngoài là nó bình thường thôi. Fushima. Chưa có trái. Lên là đạn nay mới thở rồi. Có sông, có núi. Có cây sơ ri. Có chuối luôn. Cây sơ ri. Người ta đi chùa, những chùa rất là đông nha. Núi. Vũ sữa. Lần này có cái chuồng nữa nè. Cái này là cái đỉnh núi luôn đó hả Nhật? Núi này hồi xưa mà chưa cắt cái chùa này kêu bằng núi gì? Núi Sập. Núi Sập là đây đó hả? Sau cắt cái chùa rồi thì vẫn là núi Sập. À, chùa này nằm ở dưới chân núi Sập nha. Ở trên đó có cây bồ đề quá đẹp. Bà con xuống nhau chụp hình rất là nhiều. Trên ở trên đây có chùa xây trước ha. Là nhưng là cũng là chung hết rồi ha. Không, xây trước thì Trúc Lâm xuống hơn. Chùa đó tên khác nữa. Chùa bên đây là thiền viện Trúc Lâm, mình đó là khác. Thì công trình đang làm thì mình hứa sau này chùa đã hoàn tất xong hết thì mình sẽ review cho quý vị và các bạn xem ha. Đá núi có cây bồ đề rất đẹp, chụp hình rất là nhiều luôn. Tới đọt rồi đúng không? Lên cái cục đá đó mới tới đọt. Đây, qua đây. Quá bự. Cái tiếng vang dữ dằn ha. Đây là ở trên đọt. Cô chú anh chị nhìn xuống rất là đẹp. Do chắc có lẽ là cái máy mình không có thể là lấy hết được. Lấy hết được không? Ở dưới đó có thêm một cái chỗ dừng chân. Nghỉ ngơi. An Giang mình rất là nhiều cảnh đẹp nha cô chú anh chị. Thì quay xuống dưới là cái màu đỏ của ngói của chùa, màu xanh của cánh đồng, bao la bát ngát luôn. Đẹp tuyệt vời chứ, phải không? Quá đẹp. Quá đẹp. Chắc có lẽ xuống dưới rồi cho cá ăn nó sẽ đẹp hơn ha. Thì hôm nay mình đến đây mình chia sẻ này cho bà con cô bác biết.
để bà con cô bác nào có về An Giang thì kiếm danh lam thắng cảnh hay là chùa chiền nào thì cứ đến là thiền viện Trúc Lâm. Đẹp lắm nha cô chú anh chị. Mình nhìn mà mình nhìn mà ở đây mà mình còn mê nữa là không chi là cô bác lâu lâu mới về một lần. Lâu lâu mới đến một lần. Cũng là núi gì đó nhưng mà nó là nhiều ngọn. Nhiều ngọn, một cái núi sập nhưng mà nhiều ngọn. Đẹp lắm cô bác ơi. Rồi quay xuống cây à. Lấy lâu rồi con, năm mấy rồi? Dạ thì bạn Nhật mình thấy con chim mèo nó té sông nha cô chú. Bạn ấy đã xuống đã cứu con chim mèo thì hôm nay đi chùa không biết xui hay là hên thì đã thấy hai con chim, thì một con chim kia thì chết, còn chim này thì nó bay xuống sông. Rồi bạn ấy hỏi chiếc xuồng của ông sư Nhật. Ông sư không cho ha. Ê đừng bây giờ bắt nó lên trên để đó hồi nó nhảy xuống dưới luôn á. Bắt lên luôn đi Nhật ơi. Lên hả? Để hồi nó nhảy hồi cái xuống ấy luôn á. Để hồi nó nhảy nó xuống xuống sông luôn á, rồi sợ nó nhảy sông nữa đó. Nó tự bay xuống sông luôn. Hello hả? Chào lại coi, hello đi. À, rồi Nhật ơi Nhật. Quay nhớ lại. Thôi để nó nằm đó luôn đi Nhật ơi. Sợ. Nó sợ đó. Nắm giò được không? Nắm giò đi. Hãm nó lên rồi để lên trên cây đi. Ấm lên nặng chút xíu. Cho chụp hình cái rồi. Xíu. Rồi em Nhật mình đã bắt nó lên luôn. Con chim này chắc có lẽ là nó yếu á. Như em bé. Nó yếu rồi. Một phạt. Bắt con chim lên luôn rồi để nó trên cây á. Mấy đứa con đừng có phá nó nha. Mấy đứa con đừng phá nó thôi. Thôi con xách không nổi chú đâu, con xách chú tuột ạ. Yeah.
này nè. Cầm tay đi. Đưa sư đi. Rồi. Cho nhốt cho khô lông đi. Đây là Khánh ơi. Dạ, thì em Nhật của mình sẽ đem đi con chim đi trả nha. Tại vì nó bay xuống nước giống như mình để ở ngoài á, rồi nó bay không được rồi nó sẽ chết. Cho nên là mình tìm cách để cứu nó, tại vì nó ở trong chùa. Nó khô là được rồi. Bây giờ nó ngủ rồi ha. Ngày mai con. Ngày mai 9 giờ con. Có mấy đứa con nữa đó. Nít tao ủng hộ rồi khoái. Cái kênh chú thì làm từ thiện. Gỡ khô lông giờ này là nó buồn ngủ tại vì con chim này ban ngày nó ngủ. Vậy ha, gỡ này nha. Rồi thì mình với bạn Nhật xong công việc rồi nha. Thì hôm nay mình đến chùa để mình review, để giới thiệu chùa. Thì cô chú anh chị nào có về An Giang nhớ cái chùa là Thiền Viện Trúc Lâm nha cô chú anh chị. Thì bây giờ mình cùng đến đây cũng xin phép được kết thúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào một video tiếp theo nha. Hôm nay có đồng bội theo ủng hộ.